tới giờ ăn rồi. Đây giờ ăn nè, giờ ăn của Haku. Vừa hả không ra nè. Sao dạ? Chơi xem ơi. Từ từ nhìn ăn dữ, từ từ thả không ra đợi. Rồi tiếp. Trời ơi nhiều quá. Cái này à. Trời sao xem bơ. Phúc cháo vừa. Rồi chấm 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 chấm. No chưa? Chưa no nữa. Chưa no nữa. Cháo quẩy gì vậy? Cháo thức ăn á. Cháo quẩy. Chi vậy? Cho nó lỏng. Thế quẩy nha. Quẩy bằng nhà cửa luôn rồi. Con về cái hai rồi chơi một chút. Cái gì đây? Ủa cái chân của nó đi chứ. Ăn đó. Ăn xong rồi cho đi chơi. Chơi. Giờ xíu hả? Giờ chưa. Xíu chơi đi chơi ở đâu? Nó chơi nhà. Cho chơi. No chưa? Chưa. No rồi. Nó hả miệng ra kìa. Nó ăn no rồi. Nó hả miệng ra. Nó còn ham ăn nữa, cho nó no rồi. Ăn bây giờ nhiều quá rồi mà. Nhiều không? Ăn bể bụng luôn á. Nó à. Giờ nghỉ cho nó ăn đi. Rồi nó rồi. Rồi nó rồi, nó rồi. Thôi đi nó rồi, ăn ít ít thôi hồi ăn nữa. Ăn nhiều dữ rồi. Rồi, giờ cho xem.